Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Và như anh em thấy hôm nay mình sẽ có một cái list hàng anh em nhé, sẽ bao gồm một cái gọi là combo series mình lên sẵn cho anh em nghe cực hay luôn anh em ạ. Đó là combo gia đình anh em nhé, và một vài cái mã dàn mini và một cặp loa lẻ gửi đấy anh em. Rồi, em lưu một chút được số điện thoại của mình vẫn đang ở góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Số điện thoại thằng em Sơn ở ngay bên cạnh là 0933321983 anh em nhé. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào của Auto 89 có thể liên hệ với mình hoặc Sơn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Và bây giờ sẽ bắt đầu vào những cái sản phẩm đầu tiên anh em nhá. Thì mình sẽ có một cái lô gọi là lô nước hoa kẹp cửa gió điều hòa anh em ạ. Đây. Cái lô này thì xin thưa với anh em là mình mua thanh lý được anh em ạ. Hàng của Beiwood, hàng chính hãng anh em nhá. Thì đầu tiên mình chỉ định mua một hai chiếc thôi để về để sử dụng trên ô tô của mình thôi. Thế nhưng mà cá nhân mình đánh giá về nó quá ngon anh em ạ, nó quá ngon. Thế nên là thành ra mình đã lấy quá thêm khoảng tầm được khoảng tầm 6-7 bộ anh em nhé. 6-7 bộ này để mình về phục vụ anh em. Chất hương gọi là bao thơm luôn, mà nó rất là xịn anh em ạ, rất là xịn luôn. Đây thằng em Sơn nó sẽ cầm camera để mình sẽ giới thiệu anh em sản phẩm như này. Đầu tiên sản phẩm nó sẽ bao gồm một cái hộp như này anh em nhé. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đấy, cái kẹp gió cửa điều hòa này, anh em mình sẽ bóc một lớp ở cái phần ngoài của cái ấy này ra, ở cái phần ngoài của cái hộp tinh dầu ra anh em nhé, tinh dầu ra, và anh em mình sẽ nhét vào đúng không, và kẹp vào cửa gió điều hòa, ok chưa? Đấy, hàng này hàng của Beiwood chính hãng mà nó xuất cho thị trường EU này và thị trường Anh anh em nhé, thị trường châu Âu và thị trường Anh, ok chưa? Đây, bóc ra bên trong nó sẽ có cái này, bóc ra nhá, bên trong sẽ có một cái để kẹp cửa gió điều hòa này, ok chưa? Và hai hộp tinh dầu, hai hộp tinh dầu, xuống lại Sơn này. Đây. Xin lỗi em nhé, Sơn nghe điện thoại tí. Đấy. Thì xin thưa với anh em, đây, con này nó sẽ có một cái đóng cửa này anh em nhé. Đấy, anh em nhìn như một con mắt này, khi anh em mở ra nó sẽ ok này. Đấy, xoáy ít ra này. Đấy, thì cái hộp tinh dầu anh em mình sẽ nhét vào đây anh em nhé. Và con này nó sẽ tự động khuếch tán qua một cái lớp màng mỏng ở đây. Em mình bóc cái lớp siêu ngoài thôi, còn lớp màng mỏng bên trong này anh em mình giữ nguyên anh em nhé. Thì nó sẽ có khuếch tán qua cái lớp này luôn, ok chưa? Đấy, và khi anh em mình đậy vào này, anh em mình kẹp vào cửa gió điều hòa, rất ok. Mùi bao thơm luôn, nó sẽ có hai loại mùi anh em nhé. Một cái loại màu xanh mình đang lắp ở đây, đấy, thì nó sẽ là mùi mát. Và một cái loại màu vàng này thì nó sẽ có cảm giác là mùi như kiểu là cảm giác nó ngọt hơn một chút anh em nhé, ngọt hơn một chút cho cái đọ này. Hai mùi khác nhau anh em nhé, khi anh em mình dùng hết đọ này rồi thì có thể sử dụng sang đọ kia, ok chưa? Và giá của nó thì cực kỳ rẻ luôn anh em ạ. Đấy, cả một hộp này hiện tại bây giờ là mình bao gồm hai hộp tinh dầu và một cái kẹp như này thì mình đang để cho anh em nguyên cả bộ nguyên siêu cái này thì là 299.000 anh em nhé, 299.000, ok chưa? Đây, tem chống hàng giả chính hãng đây anh em nhìn này, hàng cam kết hàng xịn luôn. Cái bọn này bọn nó đang bán ở trên thị trường nó rơi khoảng tầm gần 600.000 anh em nhé, trong một bộ này. Và giá của mình hiện tại mua đấu giá được về nó khá là tốt anh em ạ. 6-7 bộ thì mình sẽ để cho anh em là 299.000 một bộ anh em nhá. Và hiện tại mình về được khoảng tầm 6-7 bộ gì đó, ok chưa? Đấy. Rồi đây là tinh dầu nước hoa kẹp vào cửa gió điều hòa ô tô anh em nhá. Anh em nào có ô tô thì nên chơi con này, mùi nó khá là dịu nhẹ, dễ dàng. Rồi, tiếp đến đây thì sẽ là đến cái đống loa. Và tiếp tục về được loa Mutki anh em nhá. Mutki nó là một trong số những cái mẫu loa gọi là khá là ngon thị trường mình vẫn giới thiệu anh em rồi đúng không? Con này nó là hàng chính hãng của Mutki đang bán tại Amazon của Mỹ anh em nhá. Của Nhật cũng bán nhưng mà con này là mình mua từ Amazon của Mỹ về. Đấy. Cầm cực kỳ đầm chắc anh em ạ. Pin của nó thì sử dụng tích hợp ở bên trong này nó sẽ là cục pin bao nhiêu đây? 2000 mAh và anh em mình sẽ nghe liên tục khoảng tầm 5 tiếng anh em nhá. Đấy. Nguồn điện sạc vào 5V 1A, công suất sẽ là 10W anh em nhá. DI52. Đấy, mã là DI52 và tất nhiên là những cái mẫu loa Bluetooth nó sẽ là made in China và phần đế này đế cao su anh em mình để này. Nó chống trơn trượt anh em nhé, chống trơn trượt luôn, ok chưa? Con này sẽ được trang bị một con loa bên đây sẽ là loa toàn giải đường kính khoảng tầm 8cm anh em nhá, rất là ngon. Và đằng sau sẽ là một con bát cộng hưởng anh em nhìn này, một con bát cộng hưởng phía sau này và hai mặt đằng trước và đằng sau đều là lưới kim loại tất anh em nhá, rất là ngon đúng không? Tiếp đến mặt trước là sẽ bao gồm cái nút báo nguồn này, cái đèn báo nguồn này và đèn báo sạc pin này. Tiếp đến là cái nút nguồn này, nút đàm thoại này, anh em thể đàm thoại trực tiếp qua con này được anh em nhé, có mic sẵn sàng luôn để anh em mình đàm thoại được. Next bài này, lùi bài này, tăng giảm âm lượng đều chung nhá. Nút mode này. Đấy. Phía sau sẽ bao gồm nút on off phím cứng này, nguồn sạc vào là micro USB này. Tiếp đến là sạc, tiếp đến là cái chân cắm thẻ nhớ anh em nghe nhạc trực tiếp thì thẻ nhớ được nhá. Tiếp đến là aux này, kết nó có dây anh em nhá.
Chứ còn bình thường anh em mình về hay sử dụng kết nối Bluetooth thôi anh em nhé. Con này là kết nối Bluetooth. Mà ngoài ra thì con này sẽ có cái nghe FM nữa anh em nhé. Đấy, nghe FM được. Anh em mình về tự mò vào con này bắt FM khá là ok này. Đấy. Và hiện tại giá con này thì mình về vẫn ổn định thôi, vẫn chỉ có 750 ngàn cho một chiếc anh em nhé. Hàng về thì vẫn là không có hộp đâu anh em. Đấy, mới tinh chưa qua sử dụng anh em nhé, nhưng mà không có hộp. Ok chưa? Không có hộp 750 ngàn anh em nhé. Ok chưa? Và một kỳ nghe siêu hay luôn. Con này nghe rất hay anh em nhé. Nói chung trong tầm giá mình đánh giá con này là vào cái dạng loa là đỉnh luôn. Con này xin đưa với anh em hàng này nó là hàng chuẩn chính hãng chứ không như kiểu mấy con hàng nhái đâu. Hàng nhái Mookie trên thị trường cũng có anh em nhé. Nhưng hàng nhái Mookie nó rẻ hơn nhiều anh em ạ, nó rẻ hơn. Nhưng mà nghe nó sẽ không được chất như con này đâu anh em. Anh em nghe sẽ cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn luôn anh em nhé. Rồi. Tiếp đến ở trên này thì sẽ là cái con tai nghe Empow anh em nhé. Empow thì như trước mình giới thiệu với anh em rồi đúng không? Cái tai nghe nào tai nghe không hộp, nhưng con này về là cái mã cao cấp có hộp anh em ạ. Giá thị trường đang bán con này nó rơi vào khoảng tầm 105 đô anh em nhé. 105 đô. Đấy. Tính ra tiền Việt thì nó sẽ là vào khoảng tầm 2,5 củ. Đấy, tầm đấy. Đấy. Anh em xem này. Đấy. Ok chưa? Con này thì chuẩn xuất cho thị trường châu Âu anh em nhé. Rất là ngon. Sử dụng Bluetooth này 5.0 này. Đấy, sử dụng cục pin 800mAh anh em nghe liên tục nhá. Nghe liên tục nó rơi vào khoảng tầm là được khoảng tầm 40 đến 50 tiếng anh em ạ. 50 tiếng đấy. Đấy, thời gian sạc chỉ có 3,5 giờ thôi mà anh em nghe được cực kỳ lâu anh em nhá. Đây, khoảng cách kết nối sẽ là 10 mét cho anh em. Ok chưa? Đấy, các cái thông số này. Con này nghe bao hay luôn anh em ạ. Hi-Fi audio này, hands free calling này, đàm thoại rảnh tay này, Globex Air gì đấy, Glutsing, mình không rõ cái chữ này, tiếng Anh mình hơi rốt, anh em thông cảm nhé. Rồi, thời gian sử dụng rất là dài, anh em nhé. Đây, mình sẽ bóc cái tai nghe cho anh em xem. Đây, con tai nghe của chúng ta sẽ như thế này. Con này thì nó khá giống tai Beats anh em nhé, sẽ bao gồm một cái dây sạc này, một cái dây 3.5 để phục vụ anh em kết nối khi mà hết pin ở cái tai nghe Bluetooth này, bên trong này. Sẽ bao gồm một cái túi anh em nhé, bao gồm cái bao đựng này, anh em thấy không? Bao đựng khá là VIP anh em nhé, bao đựng VIP này, đúng không? Tiếp đến là con tai nghe đây, anh em nhìn nhá, giống Beats dã man luôn, anh em ạ, chất âm phải mình đánh giá phải nó 8 trên 10 so với Beats anh em nhé, căng như Beats luôn. Đây, các phím điều hướng ở đây này, đấy, ok chưa? Đấy, phím điều hướng, con này sẽ được thiết kế đen đỏ, bóng siêu đẹp luôn, anh em nhá, bóng siêu đẹp luôn, anh em mình có thể gập gọn như thế này, ok chưa? Đấy. Mang đi rất là tiện. Hai cái đống mút tai này anh em nhìn này, cái bộ cổ tai này. Đấy. Thích nghi mọi loại tai anh em nhá. Từ tai gọi là siêu to đến tai siêu nhỏ nó con này nó phang tất luôn. Thấy chưa? Đấy. Thì cái đống mút này rất là khá là mềm và bên trong này thì như hãng công bố là được trang bị một cái củ loa 4 tức là driver là 4 cm anh em nhá. Driver 4 cm là một trong số driver to nhất của những cái dòng loa chụp này rồi anh em nhá. Khi anh em đeo vào sẽ như một bộ dàn âm thanh cao cấp chất bass căng không sơn cắt này. Chất bass siêu căng luôn. Đánh như Beats luôn anh em, như Beats luôn mà giá thì siêu rẻ luôn anh em nhá. Giá bây giờ mình đấu giá về con này khá là tốt và mình sẽ để cho anh em con này là 850 ngàn anh em nhá. Hàng mới tinh full box cho anh em luôn. Ok chưa? Đấy. Mới tinh full box luôn, 850 ngàn. Rồi. Bao gồm cả bao đựng các thứ anh em nhá, hàng nguyên hộp bên này luôn cho anh em. Đấy. Hàng về có hộp về rất khó anh em nhá. Đấy. Và con này nguyên hộp luôn, bây giờ tiếp đến đây thì sẽ là hai chai nước hoa mình giới thiệu đến anh em nhé. Và hai chai nước hoa này thì xin đưa với anh em, hàng vừa về xong nóng hổi luôn. Đầu tiên là chai Gucci, cái dòng Guiliti anh em nhé. Dòng Po Home này thì anh xin thưa với anh em là xịt mùa hè, mùa thu, mùa xuân hạ thu đông xịt được tất anh em ạ. Và quan trọng nhất là nó xịt mùa hè thì mùi khá là dễ chịu. Thì con này thì đánh giá cái nốt hương của nó thì nó sẽ như là nốt hương của giò anh em nhé. Như là của thằng giò luôn, giò trắng ấy anh em. Nhưng mà cái mùi này thì nó có một cái nốt hương thứ hai, cảm giác nó sang sang anh em ạ. Nó có một cái nốt hương nó trộn lẫn một cái nốt hương của cái vị gỗ vào thì anh em mình sẽ cảm giác cái nốt hương nó như kiểu nốt hương của nhà giàu anh em. Chứ nó không cảm giác bình dân như của giò hoặc là Chanel. Kiểu đấy, Chanel Sport for Men cái thứ thì nó sẽ trẻ và nó sẽ cảm giác nó sẽ bình dân hơn. Con này cảm giác nó đúng như cái kiểu đậm chất là nước hoa của Gucci, nước hoa Gucci và Hermès ấy. Đấy, thì nó sẽ được định hình ở phân khúc gọi là sử dụng cho nhà giàu. Con này cũng vậy anh em ạ. Con này chai của nó, chai mới thì khá là đắt, nó rơi khoảng tầm 5 triệu mấy ấy. Đấy. Dung tích của con này thì sẽ là 90ml anh em nhé. Made in Spain, hàng chuẩn của Tây Ban Nha anh em nhé. Hàng chuẩn Tây Ban Nha. Và như anh em nhìn thấy thì con này nó cũ theo thời gian anh em ạ. Con này nó vận chuyển về nó vứt kiểu như kiểu là trong cái
thùng rất là nhiều chai bên trong, và nó sẽ có cái độ xước anh em nhé. Nói chung con này là con không đẹp đấy. Bình thường con này mà đẹp thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là bao nhiêu nhỉ, khoảng tầm là hơn 2 củ cho một chai cũ như này. Nhưng mà chai này hình như nó không đẹp, không có nắp luôn, và mình để cho anh em chai này là 1,5 triệu anh em nhé. Anh em nào mà ngửi mùi trực tiếp chai này thì mình xin thưa với anh em là bao phê luôn anh em ạ, bao phê luôn, mà có thể là chốt ngay luôn được anh em nhé, 1,5 củ chai này. Tiếp đến đây thì sẽ là một chai nước hoa Crew, chai này thì đậm chất nam tính luôn anh em ạ. Các nốt hương của nó thì khá là độc lạ, nó sẽ có cái mùi gọi là mùi vani ở ngay cái nốt hương đầu tiên anh em nhé, mùi vani nốt hương đầu tiên, và tiếp đến nốt hương sau sẽ là mùi rượu và mùi quế hồi trộn với cả mùi kiểu mùi cốc tai anh em, mùi rượu ấy, thì thành ra là nó tạo ra một cái nốt hương cực kỳ đàn ông ở chai này anh em nhé. Và cái nốt hương cuối cùng của này mới là cái nốt hương hay này, cái nốt hương cuối cùng nó rất là mát anh em ạ. Tức là khi trong một buổi vui chơi, trong một buổi đi chơi thì vui chơi nó hơi quá, một buổi đi chơi anh em mình cần đến cái cuối buổi anh em mình có cái cảm giác thư giãn thoải mái, thì cái chai này nó đáp ứng đúng đủ nhu cầu của anh em luôn. Nốt hương cuối rất là dịu nhẹ, rất là thoang thoảng anh em nhé. Đấy, đây made in France, hàng chuẩn Pháp luôn anh em nhé. Đây, nó in chìm này. Đấy, các cái phần in chìm này 100ml anh em nhé, dung tích là 100ml, ok chưa. Đấy, thì con này là con Crew Iris Street anh em nhé, màu đen, dòng gọi là filter black anh em nhé. Đấy, thì xin thưa với anh em chai này thì cũng bình thường cũng khá là đắt, nhưng mà con này về không có lắp này. Dung tích thì 100ml và mình đánh giá con này còn khoảng tầm 95ml anh em nhé, bên kia nó dùng khá là ít. Thì chai này mình cũng để cho anh em 1,5 củ anh em nhé. Hai chai nước hoa này đồng giá 1,5 củ, ok chưa anh em. Đấy, rồi thì đấy là hai chai nước hoa. Tiếp đến bên này thì sẽ là cặp loa anh em nhé. Và xin thưa với anh em, cặp loa này nó là một cặp loa VIP đến từ thương hiệu Onkyo. Đấy, như thằng em Sơn sẽ quay vào đây cho anh em xem. Đấy, cặp loa này nó sẽ là cặp loa D55EX anh em nhé, một trong số những mã khá là VIP của thằng Onkyo. Công suất con này sẽ là 80W một chiếc và trở kháng sẽ là 6 ô, quay cho anh em. Đấy, cọc loa toàn bộ cọc bắp chuối hết anh em nhìn này, cọc bắp chuối tất, và bên ngoài nó sẽ là nhựa trong suốt, bên trong sẽ là đồng nguyên khối anh em nhé. Riêng chất âm con này thì mình đánh giá nó là một trong số những cặp loa VIP anh em ạ. Đấy, và con này nó là loa mini anh em nhé, đi kèm những bộ dàn VIP như kiểu là Onkyo 765 hoặc 775. Đấy, thì chi tiết về cái cấu hình của cặp loa này sẽ như sau. Đầu tiên con này sẽ được trang bị một con loa bát đường kính khoảng tầm 11cm anh em nhé. Gân này sẽ là gân lụa tẩm dầu dạng gân xếp siêu mỏng, anh em sẽ nhìn thấy nó rất là mỏng anh em nhé, nhưng biên độ dao động nó rất là cao tại vì nó là dạng gân xếp, biên độ dao động rất là cao. Màng sẽ là màng giấy anh em nhé, màng giấy. Đến cái dòng cao cấp này của thằng Onkyo nó sẽ quay trở lại màng giấy, và cái chất âm của màng giấy thì anh em đã biết rồi. Ngày xưa thì Onkyo nó gọi là chất bát thiếu sự ấm cúng, thì con này nó đáp ứng đủ nhu cầu của anh em, độ ấm rất là cao anh em nhé. Và con này có một cái hay này, anh em sẽ nhìn cái núm bát của nó nhé. Đây, tất cả gọi là nhôm nguyên khối anh em nhé, nhôm nguyên khối. Xin thưa anh em, nó là toàn bộ là kim loại thiết kế đúng theo chuẩn loa, giống như kiểu bọn Mission của bọn Anh ấy, thì con này đúng theo chuẩn tiêu chuẩn đấy luôn. Đấy, và con loa này màng loa di động, nhưng mà cái trục loa ở giữa nó sẽ đứng im anh em nhé, trục loa giữa đứng im, nó đúng chuẩn cao cấp luôn, nghe chưa. Màng này màng giấy này. Đấy, chuẩn cục ở giữa đứng im này, bên trong củ từ siêu gấu luôn. Sơn bóc ra củ từ gấu không, từ kép đẳng cấp luôn anh em nhé. Đấy, thụt hơi xẻ rãnh mặt trước này anh em nhìn này. Đấy, thụt hơi khá là to anh em nhé. Và con này do cho rất bát, rất là lực. Bên trên này thì sẽ vẫn là con chép đôm dòng gọi là dòng đôm mũi đạn anh em nhé. Đôm mũi đạn nó như cái mũi đạn này. Đấy, đang được trang bị trên tất cả những cái dòng loa cao cấp là Onkyo đều là con đôm này tất anh em nhé. Bên trong từ kép toàn bộ. Và nói chung nó khá là hay. Con này thì có một vài cái nhược điểm như sau anh em nhé. Đầu tiên cái nhược điểm về mặt hình thức thì như anh em nhìn đây, đây nó có một vết xấu ở đây này. Đấy, một vài vết xấu anh em nhé, một vài vết xấu rất là nhỏ thôi anh em, rất là nhỏ thôi, nói chung không đáng kể anh em nhé. Và một cái vấn đề nữa là nó không có e căng anh em nhé, về rớt e căng rồi đúng không, cặp này e căng rớt biển. Đấy, bình thường cặp này mà full e căng mà nó đẹp anh em nhé, mà nó đẹp, nó không có tì vết gì thì nó rơi vào khoảng tầm hơn 3 củ cho cặp này đúng không. Và hiện tại bây giờ cặp này mình xin phép thanh lý đầu tháng cho anh em, cặp này chỉ có 2 củ tròn anh em nhé, 2 triệu tròn cho cặp loa này. Nói chung là vừa bán gọi là vừa xả cho anh em cặp này thôi. Cặp này gần như là bán không có lợi nhuận anh em nhé, gần như không lợi nhuận tại vì về nó có những cái vết thế này, thành ra mình phải thanh lý cho anh em, giá 2 củ tròn, ok cho anh em. Rồi thì đấy là về cặp loa này, và thằng em Sơn sẽ giúp mình chuyển cặp loa này ra ngoài anh em nhé. Tiếp đến thì đây sẽ là những cái bộ dàn của ngày hôm nay mình giới thiệu đến anh em. Cái bộ đầu tiên mình giới thiệu đến anh em ở cái vị trí số 01, đó chính là con JVC EXS3 anh em nhé.
Con này nó là một trong số những cái mã dàn loa màng gỗ cao cấp của hãng JVC, hay chính là hãng Victor đây anh em. Rất là ok đúng không? Thì xin em con này là hàng đấu giá về. Cái lúc mà đấu giá trên trên kênh Yahoo của Nhật ấy thì nó rất đẹp anh em nhé, không tì vết. Nhưng mà do vận chuyển về như anh em nhìn thấy này, đầu tiên là cái đúng volume này, nó bị móp một phát này, ok chưa anh em? Đấy. Và bên trên lưng này thì nó có một cái vết xước ở đây nữa. Đấy, thành ra mình sẽ phải bán rẻ cái mã này cho anh em. Phải bán rẻ cho anh em nhé. Đấy. Chi tiết về bộ dàn này sẽ như sau. Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy nhá. Con này thì sẽ toàn bộ mặt trắng hết này. Anh em nhìn mặt trắng hết, và phần bên trên này thì nó sẽ là vân gỗ và nó khá là đẹp anh em nhé, khá là đẹp. Nói chung là có những cái con dàn nó thiết kế rất tinh tế. Nó thiết kế cái loa này cao bằng cục dàn luôn, và anh em mình sẽ hoàn toàn thể nhét vào những cái khe hộp của tivi, ngay dưới tivi, để anh em mình có thể trải nghiệm được cái chất âm mà mang tính thẩm mỹ rất cao anh em nhá. Về chức năng con này sẽ chơi CD cực kỳ ngon anh em nhá. CD con này đọc như trâu luôn, quên chưa? Chơi kết nối thiết bị bên ngoài qua đường audio in. Đấy, điện thoại, máy tính, tivi qua audio in. Ngoài ra thì con này sẽ có cổng USB mặt trước để phục vụ anh em chơi nhạc trực tiếp từ bộ nhớ USB. Được chưa? Bên trên này nhá, anh em mình sẽ nhìn thấy đây, nó sẽ có một cái dock iPod ở phía bên trên này. Đấy, phục vụ anh em cắm iPod vào anh em nghe, anh em nhá. Được chưa? Đấy. Thì đấy là cơ bản về chức năng cục dàn này. Và cục dàn này nó sẽ có cái màn hình gương ở mặt trước anh em nhỉ. Thiết kế unibody nguyên khối anh em nhá. Thiết kế unibody liền nguyên khối, vòng tròn luôn, khá là đẹp đúng không? Nói chung thiết kế của bọn JVC này thì ở những bộ loa màng gỗ thì mình không có điểm chê anh em nhé, khá là ngon đúng không? Đúng volume rất là tròn đẹp, nhưng mà nó lại bị đây anh em nhìn đây đấy. Mất tiền cả đấy anh em, mất tiền cả đấy, toàn tiền luôn, rơi mất vì những cái gọi là do bên vận chuyển như này, nghe chưa? Cấu hình loa thì xin thưa với anh em, con này sẽ được trang bị một con loa màng gỗ đường kính là 8cm anh em nhé. Và chất âm con này là chất âm chuẩn của loa toàn giải. Và xin thưa anh em, toàn giải màng gỗ mà anh em nào nghe thì đã biết rồi đúng không? Nó không phải nổi tiếng ở châu Á hay là nổi tiếng ở Nhật đâu, nó nổi tiếng toàn thế giới. Châu Âu nó mua bọn này rất là nhiều anh em ạ. Nó chơi ưu thế nhất ở những dòng nhạc acoustic, nhạc không lời, những cái nhạc cần thể hiện phần lời của ca sĩ, thì con này nó đáp ứng đủ nhu cầu của anh em luôn anh em nhé. Và cái hậu sâu của anh em ạ, bình thường loa toàn giải sẽ tái tạo cái phần âm bát khá là kém anh em nhé. Nhưng mà với những con loa mà hậu sâu như này, bên trong nó sẽ được trang bị các thùng ma trận bên trong này anh em nhé, các mạch ma trận bên trong này, thì nó sẽ cho một cái âm bát vừa phải để anh em chơi được cũng đa số những dòng nhạc rồi. Và bát cũng không hề gọi là kém cạnh đâu anh em, bát con này cũng rất là ok anh em nhé. Anh em mình tổng thể đấy. Phía sau đây, phía sau anh em sẽ nhìn thấy con này sẽ được trang bị loa công suất là 30W một chiếc và trở kháng là 4 ô anh em nhé. Một cặp 60W và chơi tốt ở những phòng diện tích tối ưu là khoảng tầm 25m2 trở về. Mình đánh giá toàn giải nhé, chỉ chơi khoảng tầm 25m2 trở về mới là diện tích tối ưu của nó, chơi cực hay luôn. Thụt hơi gọi là nó sẽ được đệm một cái lớp gọi là lớp nhung anh em nhé, lớp nhung rất là đẹp, nó tạo được độ lì và cái âm bát ra nó nịnh tai hơn, nghe chưa? Đấy. Ok. Cục dàn con này thì sẽ công suất 45W điện nguyên bản 100V, kẹp loa hỗ trợ loa từ 4 đến 16 ô anh em nhá. Đấy. Súp điện ao có kẹp anten 5FM phục vụ em nghe đài. Ok chưa anh em? Đấy. Đấy là cơ bản về con này, và dây nguồn con này rất to luôn anh em nhá. Dây nguồn to như dây nổ cơm điện luôn. Nói chung với mã dàn này thì anh em nào mà gọi là nghe xôi thịt thì bỏ qua anh em nhá. Mã dàn này phục vụ cho những anh em thiên về những cái độ chi tiết thôi anh em. Bình thường cái mã này nó rơi vào khoảng tầm 5,5 triệu anh em nhé. Và như anh em thấy thì mã này nó có hai vết xấu, một là ở volume và hai thì sẽ là ở trên nóc của cục âm đi này. Đấy, một cái vết xước, vết xước này mất tiền triệu luôn anh em nhé. Và hiện tại con này mình để cho anh em giá cả bộ chỉ có 4.200.000 thôi, với cho anh em 4.200.000. Mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe luôn chất âm này nhá. Để buồn người trai nơi
Ok chưa anh em? Một bộ màn gỗ mà bây giờ giá siêu tốt rồi anh em nhé. JVC S3 4.200.000. Tiếp đến bên này thì sẽ là một con dàn cũng khá là VIP của thằng Onkyo, chính là Onkyo CR3.5 anh em nhé. Con này thì được nối tiếp thành công của những cái con gọi là Onkyo CRD1 và CRD2. Thì tiếp đến đây những mã sau cũng VIP không kém chính là Onkyo CR3.5 anh em nhé. Thì đây, con này mình sẽ bóc cái căng cho anh em xem. Con này được trang bị đúng con loa mà như con loa ngay đầu video mình thanh lý cho anh em đấy. Thì con này hiện tại nó đang sử dụng đúng con loa ấy luôn anh em nhé. Con loa rất VIP luôn đúng không? Và chi tiết về bộ dàn này sẽ như sau. Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy nhá, cục dàn nó rất đẹp luôn anh em ạ. Đấy, con này nó là chuẩn những cái con mà nó mang cái mã CR thì nó sẽ rất là ngon anh em nhé. Và con này có CR là sáp lăng, như sơn đúng không ạ? Sáp lăng anh em ạ. Chức năng con này sẽ bao gồm như sau. Đầu tiên sẽ là chơi CD cực kỳ ngon anh em nhé. Riêng CD con này thì phải xin thưa với anh em nó đánh cực kỳ ok. Và con này nó sẽ được trang bị cái mắt, dòng mắt nó sẽ là dòng mắt Sanyo anh em nhé. Riêng dòng mắt Sanyo nó là gọi là hậu duệ của Sonica SS213 rồi. Nó rất bền anh em ạ, nó đọc bài gần như là tức thì luôn anh em nhé. Đấy, tiếp đến là chơi nhạc trực tiếp từ bộ nhớ USB anh em nhé. Riêng bộ nhớ USB con này cũng rất ok anh em, chỉ việc cóp nhạc vào phát là chiến đấu luôn thôi đúng không? Khá là tiện, anh em đỡ phải ghi đĩa. Đấy, ngoài ra thì con này sẽ có giải mã 24 bit chuẩn anh em nhé. Giải mã 24 bit con này như CRD2 luôn, sử dụng chung một con chip giải mã và nó cho ra chất tiếng gọi là đẳng cấp luôn anh em ạ. Chất tiếng của CR3.5 thì nó cũng không phải gọi là kém cạnh gì CRD2 đâu, như CRD2 anh em nhé. Chất âm tương tự CRD2 mà cục dàn nó đời mới hơn, chơi USB các kiểu. Đấy, thì đấy là chức năng giải mã. Tiếp đến là sẽ kết nối điện thoại, máy tính, TV qua cáp AUX các thứ bình thường anh em nhé, không thiếu bất kỳ một cổng kết nối nào trên con này. Vậy chưa? Và con này nó sẽ, anh em sẽ nhìn thấy cái tem này, Hi-Res Audio anh em nhé, Hi-Res Audio đấy, được hãng dán trực tiếp vào đây luôn. Chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt anh em nhé, bát này, chép này, và đây là chế độ ba lăng luôn đấy. Và đây là PM bát, tức là chế độ gọi là Super bát anh em, ok chưa? Direct này đấy, không thiếu bất kỳ một cái chức năng nào ở trên con này cả anh em nhé. Nó là một bộ dàn mình đánh giá là một bộ dàn rất đáng chơi tại thời điểm này với cái mức giá siêu tốt anh em ạ. Tí nữa mình sẽ báo giá cho anh em sau đúng không? Và riêng cục dàn anh em nhé, đánh con 4 con sò MOSFET to nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm con này phang tốt những cặp loa bát 30cm thì chỉ con này được, bát 30 luôn anh em nhé. Cấu hình loa thì sao? Như vừa nãy mình giới thiệu rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua lại cho anh em nhé. Nó sử dụng một con bát đường kính là 11cm, gân dạng gân lụa tẩm dầu dạng gân xếp, màng giấy anh em nhé, núm kim loại này, đấy, dao động không liên quan gì đến màng loa hết anh em nhé, VIP luôn, thụt hơi xẻ rãnh mặt trước. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm, dòng đôm gọi là đôm từ mũi đạn anh em nhé, đôm mũi đạn, dòng đôm 8 vít mũi đạn. Chất âm của chép của Onkyo thì không bao giờ phải bàn, bao hay luôn anh em ạ. Phần lời nó gần như lên tuyệt đỉnh anh em nhé, thánh thót. Cặp loa con này thì đẹp xuất sắc anh em nhé, cặp loa đẹp xuất sắc luôn. Ok chưa? Đấy, công suất của loa thì như mình vừa nói rồi, 80W một chiếc và trở kháng 6 ohm một cặp sẽ là 160W anh em nhé, đánh cực tốt ở những phòng diện tích 40m2 trở về. Đấy, cặp loa toàn bộ cọc bắp chuối này. Đấy, bên ngoài nhựa trong suốt, bên trong nó sẽ là đồng nguyên khối anh em nhé, rất là đẹp, nó vừa tính thẩm mỹ cao mà anh em mình có thể sử dụng sang cọc bắp chuối được, tiện. Cục dàn công suất 68W điện nguyên bản 100V và với những cái dòng đời cao sẽ made in Malaysia anh em nhé. Sử dụng chân nguồn số 8 này, kết nối anten FFM này. Riêng giải mã con này sử dụng cả giải mã optical và giải mã Corsia anh em nhé, có cả hai đường luôn, biết chưa? Các đường lay in lao đầy đủ anh em nhé, aux in này, đấy, súp điện ao này, đấy, và đây là các cái cọc loa trên âm ly sẽ toàn bộ là cọc bắp chuối hết, bố trí hàng dọc như gọi là ma răng luôn anh em nhé, bố trí hàng dọc, ok chưa? Đấy. Và tổng thể con dàn này hiện tại bây giờ hoạt động hoàn hảo, bảo hành trọn vẹn cho anh em 1 năm, mà giá của cả bộ bây giờ chỉ có 5.800.000 cho cả bộ này thôi anh em nhá. Ngày trước con này hơn 7 củ và bây giờ chỉ còn 5.800.000 cho cả bộ này. Đấy, xin thưa với anh em bộ này thì chất âm gọi là trong tầm giá nó bá đạo luôn anh em nhá. Mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe. 5.800.000.
Ok chưa anh em? Một bộ dàn mình đánh giá nói chung là một bộ dàn rất VIP anh em nhé. Giá hiện tại cực kỳ tốt thôi, 5.800.000. Tiếp đến cái mã dàn số 03, xin thưa anh em, đây không gọi là mã dàn được, đây là một combo sử dụng gia đình anh em nhé, gọi là dàn dân dụng anh em ạ. Đấy, thì xin thưa anh em, combo là mình đã ghép sẵn cho anh em rồi. Bên trên này nó sẽ là con âm ly 6800, hai là mã cao cấp của thằng Pioneer anh em nhé. Bên dưới này sẽ là cặp loa Infinity anh em ạ, Infinity Reference 10 anh em nhé. Con này được trang bị cặp chép gọi là Polycell anh em ạ, một trong những số những cái dòng chép cực kỳ VIP của loa Mỹ anh em nhé. Con này bên dưới thì chuẩn Mỹ luôn. Đấy. Cấu hình về cái âm ly thì xin thưa với anh em nhìn thấy ở đây, con này là hàng đấu giá rất đẹp anh em nhé, hàng đấu giá rất đẹp, mặt nó mặt nhôm phay rất đẹp luôn. Toàn bộ con này thì nói chung mình đánh giá là một trong số những con âm ly không có tì vết gì anh em nhé. Con này sẽ đánh được hai cặp loa AB riêng biệt anh em ạ. A B riêng biệt anh em nhé. Đấy, A riêng, B riêng hoặc là A cộng B. Ok cho anh em. Tiếp đến là cần chỉnh bát này, chỉnh chép này. Đấy. Volume chủ ở đây và cái nút chọn cổng vào, tín hiệu vào anh em nhé. Tuner AUX Phono. Con này sẽ có cổng Phono để anh em chơi trực tiếp cây đĩa gọi là đĩa than anh em nhé, đĩa than. Tiếp đến ở đây sẽ các cái gạt monitor của TAP này. Đấy, ba lăng này. Lao LED anh em nhé. Chỉnh lao LED này, có tăng lao LED và đây chỉnh tông này. Đấy. Low filter, đây là cái bộ cắt tần anh em nhé, cắt tần. Đấy. Cổng phone, lỗ phone 6.5 được trang bị ở đây. Và đây sẽ là cái nút gạt nguồn anh em nhé. Ok chưa, đây đèn báo nguồn này. Đấy. Con này sẽ được đánh hai cặp sò anh em nhé, hai cặp sò nhí xanh đen anh em ạ. Nó là một trong số những cặp sò sử dụng ở chung ở trong cái con 7900 anh em nhé, 7900 hoặc 8800. Đấy, nó sử dụng chung cặp sò bọn đấy và mình đánh giá chất âm của con này sẽ tương đương với cả, sẽ gần tương đương anh em nhé, 8/10 so với cả 7800 mắc đôi. Đấy, 7800 mắc đôi, 7800 nó hơn cái là có kim vu và nó sẽ đánh được những cặp loa to hơn con này một chút. Con này thì đánh cặp loa bass 30cm trở về căng đét đen đẹp luôn. Anh em nào chơi Pioneer sẽ biết cái chất âm của Pioneer đánh rất hay anh em nhé. Và riêng dòng 6800 là mã này nó cũng là một trong số những cái mã VIP rồi. Anh em nào cần một con giá bình dân thì con này nó sẽ đáp ứng quá tốt cái nhu cầu của anh em nhé. Phía sau đây, công suất của con này thì sẽ là 110W điện, nguyên bản là 100V. Đánh cặp loa AB riêng biệt là mỗi loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm, đánh A cộng B thì sẽ là 8 đến 16 ohm anh em nhá. Đây, kẹp loa này, kẹp loa nút nhấn anh em nhá. Hỗ trợ thêm 4 cổng cắm nguồn phụ. Đấy. Và các cái đường line in out đầy đủ anh em nhá, có phono đây, như anh em thấy đây, phục vụ anh em kết nối. Ok chưa? Đấy. Và mình đang cắm cái cáp Belkin đây. Anh em nào chơi cáp Belkin châu Âu này thì là vẫn là 280.000 một sợi anh em nhá. 280.000 một sợi chuẩn châu Âu, kết nối không bao giờ bị sôi ù luôn. Ok chưa anh em? Đấy. Và con âm ly Pioneer 6800 hai la mã mình đang để cho anh em với cái giá siêu tốt là chỉ có 2.800.000 anh em nhé, 2.800.000 cho một con hàng đấu giá đẹp xuất sắc con này anh em nhé, hàng này hàng đấu giá về không phải hàng bãi đâu. Tiếp đến bên dưới này thì sẽ là cặp loa Infinity và xin thưa anh em, Infinity cặp này thì nó rất đẹp anh em ạ, cặp này đẹp xuất sắc luôn. Mỗi tội là do vận chuyển về cái lưới căng này nó rớt biển anh em, nó rớt biển rồi, từ máy bay nó rớt xuống biển gọi là biển, vùng biển Đông Nam Bộ rồi anh em ạ. Đấy, vùng biển Đông Nam Bộ rất mất cặp e căng, thành ra là phải bán rẻ cặp này anh em nhé. Thì con này sẽ được trang bị một con loa bát đường kính là 18cm anh em nhé, 18cm gân cao su anh em nhé, màng sẽ là màng carbon anh em ạ, màng carbon không có núm. Và riêng con này của thằng Mỹ rồi thì em đã biết rồi, nó đánh cực kỳ hay, con bát này nó cho chất rất là lực anh em nhé. Bát của thằng Mỹ và thằng châu Âu nó đánh có một cái phần nó gọi là nó đánh rất dứt khoát anh em ạ, nó cắt gần như không có đuôi anh em nhé, nó cắt thẳng tưng luôn. Đấy, bên trên này là con chép Polycell anh em nhé, nó là dòng chép quá nổi tiếng của Infinity rồi. Dưới cái dòng chép Polycell nó phần lời nó rất là sáng tiếng này, không bị chói tai này. Đấy, và nó có cái phần gọi là anh em mình cảm giác khá là nịnh tai anh em nhé. Phân tần bên trong này cực kỳ to, cái dây loa anh em nhé, cái dây mà đấu loa thôi nó to gần một ngón tay út này, xin thưa với anh em, đúng không? Rồi đấu loa to gần bằng tay út luôn, và con loa rất khủng luôn anh em nhé. Phía sau đây anh em sẽ nhìn thấy Made in USA đúng không, chuẩn Mỹ chưa. Đây, Reference 10 này. Đấy, Infinity System Info. Đấy, cọc loa toàn bộ cọc bắp chuối hết anh em nhé, cọc loa toàn bộ là cọc bắp chuối hết và cặp loa khá là đẹp, duy nhất một vấn đề nó thiếu e căng thôi anh em nhé. Cặp này trên thị trường anh em đang bán vào khoảng tầm 5 triệu đến 6 triệu tùy hình thức anh em nhé, tùy hình thức.
Và hiện tại bây giờ cặp này mất ê căng thì mình xin phép thanh lý cực rẻ cho anh em, 3.500.000 cho cặp gọi là Infinity Refurion 10 này anh em nhé. Anh em tham khảo giá thoải mái trên mạng cho cái mã này luôn. Đấy, âm ly là 2.800.000 này, loa sẽ là 3.500.000 anh em nhé. Anh em nào mua cả combo vẫn thế thôi, tại vì giá đã rất tốt rồi anh em nhé. Sơn bật nhạc cho anh cái. Chuyện tình. Chơi rất ngon anh em nhé, chơi tốt ở những phòng diện tích 50m² trở về luôn, đúng không? Tiếp đến bộ dàn cuối cùng ở đây, xin thưa với anh em, bộ dàn này là bộ dàn gọi là không đeo khẩu trang anh em ạ. Đấy, nó mất khẩu trang ở đây anh em nhé. Đấy, thấy chưa? Nó mất đi cốt ở chỗ với cassette của con này. Đấy. Và xin thưa với anh em, con này thì nó là một trong số những mã gọi là cũng khá là VIP của thằng Kenwood anh em nhé. Con này nó là Kenwood. Con này Kenwood gì nhỉ? Kenwood SH3MD à? À, SG3MD, xin lỗi anh em nhé, SG3MD. Đấy. Chi tiết về bộ dàn này sẽ như sau. Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy nhá, hình thức nếu mà có cái cốp này thì nó sẽ rất đẹp, đúng không? Nhưng mà rất tiếc cái cốp nó đã bị rơi rồi, anh em nhìn này. Mặt con này mặt lật anh em nhé. Đấy, anh em thấy không? Con này nó gọi là bộ dàn gọi là duy nhất biết lật mặt nhanh hơn cả người yêu cũ, anh em nhé. Nó lật mặt nhanh hơn người yêu cũ. Anh em để cất cái mặt gọi là bàn phím ở mặt trước đi. Đấy, ok chưa? Anh em lật mặt ra thì sẽ hiện ra cái màn hình của anh em ở đây, các phím điều khiển chức năng ở đây. Anh em cất cái màn hình đi cho trẻ con nó đỡ bấm lung tung chẳng hạn. Ví dụ thế, này, chức năng cơ bản con này. Nhiều lúc nó làm ra chỉ để anh em mình cảm giác có cái để bấm thôi, đúng không? Nó rất hay ở chỗ đấy. Con này sẽ được trang bị một con CD ở bên ngay bên trên này anh em nhé. Và CD con này chạy mắt 213, cũng khá là lành. Và hiện tại CD đang chạy ngon này, đúng không? Chơi MD anh em nhé. Con này sẽ chơi MD ở đây và chơi cassette ở bên dưới này. Ok chưa? Kết nối điện thoại, máy tính, TV thoải mái và FM con này mình nhớ không nhầm là sẽ đủ 108 cho anh em luôn. Anh em nhé, giò phun này Việt Nam. Đấy. Thì như con này nó mất cốp này và mình sẽ bao cho anh em con này chạy CD ngon, kết nối điện thoại, máy tính, TV ở trên con này ok. Anh em nhé, còn những cái chức năng như kiểu là học cassette này, MD này cũng chả có thời gian mà rộng. Anh em ạ, đấy. Màn hình thì sáng đẹp, anh em nhé, màn hình thì sáng đẹp. Đấy. Cấu hình loa thì con này mới là một cái hay này. Con này sẽ được trang bị một con loa bass đường kính là 11 cm. Gân của nó dạng gân mềm nhũn anh em nhá. Nó mềm gọi là mềm hơn cả da của gái 16 chứ đừng nói gái 18 anh em ạ. Mềm dã man luôn. Màng sẽ là màng carbon màu xanh coban anh em nhá. Nó sẽ đồng với ở cái vỏ màu này. Nó làm cho anh em mình cái cảm giác rất là trẻ trung và có sự liền mạch ở trong thiết kế anh em nhá. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm rất là to mà nó có cái viền quét này để định hướng âm thanh anh em nhá, cho nó hướng về mặt trước cho anh em mình. Chất âm nghe ok hơn. Và bên dưới này nó sẽ là cái thụt hơi mồm, gọi là nó thụt hơi này, anh em hay gọi là thụt hơi kiểu cá dọn bẻ anh em nhé. Thụt hơi kiểu cá dọn bẻ khá là hay, đúng không? Thùng cũng là xanh coba, nói chung độ này khá trẻ trung, e căng đẹp luôn anh em nhé, e căng đẹp luôn. Đấy, công suất của loa sẽ là 40W một chiếc và trở kháng là 6 ohm, một cặp 80W và chơi tốt ở phòng diện tích khoảng tầm 30m² trở về thôi anh em. Đấy, công suất cục dàn sẽ là 100W điện nguyên bản công suất 36W điện nguyên bản 100V anh em, xin lỗi anh em tí. Kết nối điện thoại máy tính TV của Huawei nhà phía sau này. Đây, súp điện out này. Kẹp loa hỗ trợ loa từ trở kháng từ 6 đến 16 ohm. Và đây là kẹp anten FM phục vụ em nghe đài. Đấy. Cơ bản chức năng này nó cũng chỉ có vậy thôi anh em nhá.
Và giá của bộ này hiện tại bây giờ thì mình xin phép để cho anh em bình thường có cái cốp này thì nó sẽ rơi vào 1,5 triệu cho bộ này. Và con này mất cốp thì xin phép để cho anh em giá này 1,1 triệu anh em nhé. 1,1 triệu, ok chưa anh em? Vào lây thử nhà cho em nghe luôn chất âm này. Rồi. Vào lây 1,1 triệu. Vợ ngoan đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bên riêng, người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn. Ok chưa anh em? Một mã giàn thanh lý anh em nhá, 1,1 triệu. Ok, và video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đấy thôi. Và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo với nhiều cái sản phẩm nó mới, ngon hơn để gửi đến anh em nhá. Và xin chào anh em. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình.